cựu vệ sĩ Diana lạc lối trước trong hôn nhân với Charles. Theo một nhân viên bảo vệ của Diana, sau khi phát hiện ra cố công nương có tình cảm ngoài luồng, thái tử Charles bắt đầu ngoại tình với Camilla. Chia sẻ trên CNN, Alan Peter, cựu vệ sĩ cố công nương Diana, cho biết thân vương xứ Wales bắt đầu lại quan hệ với Camilla sau khi ông biết Diana có tình cảm với một nhân viên bảo vệ khác, Barry Menderky. Peter là người nói với Charles về mối quan hệ của Diana với Menderky. Người ta thường nói thân vương xứ Wales là người lạc lối trong suốt chặng đường hôn nhân với vợ đầu. Song điều đó chắc chắn không phải vậy. Người đầu tiên chệch đường là công nương. Ông ấy quay lại gặp bà Camilla sau khi biết chuyện Diana ngoại tình với Menderky, Peter nói với CNN. Mối tình của Diana và Menderky được cho là bắt đầu năm 1985 trong một chuyến đi câu cá ở Balmoral. Sau đó một năm, Menderky được thuyền chuyển đến đội bảo vệ ngoại giao. Cuối cùng, Menderky qua đời ở tuổi 39 trong một vụ tai nạn. Phiên bản Diana là người ngoại tình trước cũng từng được tác giả Jonathan Dimbleby viết lại theo lời kể của Peter trong cuốn Tiểu sử về Thái tử Charles xuất bản năm 1994. Peter nói tiếp, tôi bắt đầu nhận thấy cách cư xử của bà ấy bất thường mỗi khi chúng tôi đi đâu đó cùng Menderky. Vì vậy, tôi quyết định nói với cô ấy về chuyện đó. Trong 20 phút đầu, cô ấy dứt khoát phủ nhận, nhưng sau đó thừa nhận với tôi là đang có qua lại với Menderky. Thái tử Charles dò hỏi Peter tại sao Diana hành động khác thường và cựu nhân viên bảo vệ trả lời rằng ông nên tự nói chuyện với vợ sẽ tốt hơn. Tôi đã thử mọi cách. Điều duy nhất có vẻ khiến cô ấy khó chịu là mỗi khi Barry Menderky định quay lại quân ngũ. Nếu cô ấy khó chịu như thế, Menderky có thể ở lại. Charles trả lời Peter. Lúc đó tôi buộc phải nói, ô thưa ngài, nếu anh ấy ở lại, tôi e rằng mình phải rời đi. Và tôi nghĩ thời điểm đó, Charles đã hiểu ra. Ông ấy hoàn toàn bị sốc và rõ ràng rất buồn, Peter kể lại. Nhiều thập kỷ qua, chuyện ngoại tình của Thái tử Charles và bà Camilla trở thành tin đồn nổi tiếng nhất ở Hoàng gia Anh. Mối tình sâu sắc nhất của Charles không phải dành cho vương phi xứ Wales, người bị buộc phải chịu đựng trong im lặng suốt cuộc hôn nhân của cả hai. Phiên bản này cũng được loạt phim ăn khách The Crown của Netflix dàn dựng với cảnh Charles gặp Camilla và Diana ngồi khóc ở nhà một mình. Trên thực tế, Diana từng nói trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm 1995 rằng có ba người trong cuộc hôn nhân của mình. Cuối cùng, Diana và Thái tử Charles ly hôn năm 1996. Diana qua đời trong vụ tai nạn xe ở Paris tháng 8 năm 1997. 8 năm sau, năm 2005, Thái tử Charles tái hôn với bà Camilla, người hiện là nữ công tước xứ Cornwall. Khoảnh khắc Diana tìm thấy sức mạnh để ly hôn Thái tử Charles. Công nương Diana bất chợt cảm thấy bản thân được trao sức mạnh để đưa ra quyết định chia tay Thái tử Charles trong một lần chụp ảnh bìa Vogue. Theo nghệ sĩ trang điểm Mary Greenwell, buổi chụp hình vào tháng 12 năm 1991 được coi là một cột mốc quan trọng với vương phi xứ Wales. Khi đó, công nương xuất hiện trong một chiếc áo cổ lọ đen trơn để chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang Vogue. Mary cho biết, khoảnh khắc cô ấy tìm thấy sức mạnh của mình là khi chụp ảnh bìa Vogue. Nó đã làm thay đổi mọi thứ đối với cô ấy. Buổi chụp hình được diễn ra tách biệt với hoàng gia. Nó thông qua nhà tạo mẫu xuất chúng của cô ấy là Anna Harvey, một biên tập viên thời trang của Vogue. Buổi chụp hình đã mang lại sức mạnh to lớn cho Diana vì cô ấy không phải gồng mình, không cần làm bất cứ điều gì khác ngoài việc được là chính mình, chuyên gia trang điểm nói thêm. Ingrid Sherwood, tổng biên tập tạp chí Majesty, từng nhận xét Diana có thể biến thân thành nhiều kiểu người khác nhau, thậm chí trong cùng một ngày. Tuy nhiên, dù có trở thành hình tượng nào, Diana vẫn được nhận xét chung là một phụ nữ rất có ý chí và đầy sức mạnh. Bà Ingrid là người quen biết và từng phỏng vấn viết về Diana nhiều lần. Ingrid nói thêm, cô ấy quyến rũ, hài hước và thực sự không kiểu cách. Đó là một phần rất lớn làm nên sức hút của cô ấy. Cô ấy không bao giờ giả tạo. Tôi không nghĩ Diana lại coi mình là nạn nhân. Cô ấy thấy mình là một phụ nữ độc thân ngay cả trước khi chấm dứt hôn nhân. Cô ấy hài hước hóa mọi chuyện và đó là cách cô ấy đối mặt với cuộc sống. Sam McKnight, một nhà tạo mẫu tóc từng làm việc với Diana, cho biết
Tôi nhớ cảnh cô ấy bước vào studio và tưởng như chúng tôi đã quen thân lắm rồi. Cô ấy hoàn toàn không hoang dại chút nào. Tất nhiên là ban đầu chúng tôi cố kiềm chế, nhưng sau đó chúng tôi toàn chỉ cười với cười. Cô ấy đã gỡ bỏ mọi rào chắn, e ngại của tất cả những người có mặt. Một năm sau buổi chụp hình, khi tới thăm một trường học ở Thaienwiwer vào tháng 12/1992, công nương Diana mặc một chiếc áo khoác chanel với hàng cúc hai chữ CC được tách ra. Diana sau đó tiết lộ với biên tập viên thời trang người Australia Jason Bronson rằng cô không thể mặc đồ có biểu tượng CC vì nó giống tên viết tắt của Charles và Camilla, người thái tử yêu. Đó cũng là ngày báo hiệu Diana đã quyết định ngừng tô mật lên cuộc hôn nhân của mình và muốn chấm dứt với thái tử Charles. Ingrid nói, khi họ ly hôn xong, gia đình hoàng gia thở phào nhẹ nhõm, còn Diana trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô ấy trở thành người phụ nữ độc lập và bắt đầu làm những điều mình muốn. Chi tiết này về cuộc đời của cố công nương được tiết lộ trong bộ phim Spencer sắp ra mắt. Đây là bộ phim lấy bối cảnh vào tháng 12/1991 khi Diana quyết định rời bỏ thần vương xứ Wales. Phim sẽ ra rạp tại Anh vào ngày 5/11. Công nương Diana từng dọa cử người giết tình địch. Tình tiết mới nhất trong cuốn tiểu sử tiết lộ chuyện đời thật gây sốc của công nương Diana, đánh dấu 20 năm kể từ ngày mất của bà, vừa được báo chí Anh đăng tải. Tác giả Andrew Mawson, người đã tiết lộ bằng ghi âm bí mật của công nương Diana, cho biết công nương từng bị trầm cảm và thậm chí có ý nghĩ muốn tự tử vì sống trong tuyệt vọng bởi mối quan hệ tình cảm giữa chồng mình, thái tử Charles, và nữ công tước xứ Cồn Quát, bà Camilla. Tuy nhiên, trong cuốn sách về tiểu sử của Camilla được phát hành trong tháng 6 này, bạn bè của nữ công tước xứ Cồn Quát đã phơi bày ra một phần của bức tranh hoàn toàn khác. Họ cho biết công nương đã không khỏe trong những năm 1990 và trở nên hoang tưởng vì bị chồng phản bội. Hành vi của Diana ngày càng trở nên bất thường. Cuốn sách này của tác giả Penny Juno, trong đó có một chi tiết kể rằng công nương từng để lại một ghi chú gửi chồng cho thư ký riêng, viết rằng em biết anh đang ở đâu, em cũng biết anh đang lừa dối em. Và Diana cũng đã nhiều lần gọi điện cho Camilla vào nửa đêm. Bà không nói rằng mình là ai mà chỉ bảo, tôi đã cử người đến để giết cô, họ đang ở ngoài vườn, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thấy họ không, cuốn sách tiết lộ. Năm 1994, Charles lần đầu công khai thừa nhận đang ngoại tình với bà Camilla trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho bộ phim tài liệu của đài BBC. Điều này khiến chồng của Camilla, ông Andrew Parkerbow, phải nộp đơn ly dị. Trước đó, cặp vợ chồng được cho là đã nhận thức rõ về các vấn đề trong hôn nhân của mình, nhưng đã không chia tay vì con. Một năm sau, công nương Diana cũng trả lời tương tự trong một cuộc phỏng vấn nói về sự kết thúc cuộc hôn nhân của mình với thái tử Charles. Bà nói, có tới 3 người trong cuộc hôn nhân này quá thừa thãi. Năm 1996, Charles và Diana đồng thuận giải quyết vụ ly hôn trị giá hơn 17 triệu bảng Anh. Nhưng theo lời khuyên của các luật sư, Charles đồng thời cũng phải đưa ra tuyên bố ông không có ý định kết hôn nữa. Theo cuốn sách của Juno, Camilla cảm thấy sốc và bị sỉ nhục. Cô ấy cảm thấy cô ấy chỉ được công khai thừa nhận là người tình, cuốn sách viết. Sau đó, thái tử Charles và công nương xứ Cồn Quát vẫn bí mật gặp gỡ. Một năm sau, cả thế giới rung chuyển bởi cái chết của công nương Diana trong một đường hầm tại Paris.